Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay Trung Trần xin phép được quay cận cảnh chiếc Dell Alienware X14. Chiếc này là sẽ ship code cho anh Phúc ở Hồ Chí Minh. Anh Phúc ơi, đây sẽ là nguyên hộp từ Dell LED này nhé. Bên có nốt ở bên đây là mai sẽ quay này. Nhưng yêu cầu thì bên em sẽ up vít này lên YouTube. Chiếc này sẽ có cấu hình là i7 12700H, RAM 16GB, ổ SSD 512GB, cạc đồ họa sẽ là cạc RTX 3050 Ti, màn sẽ là màn Full HD IPS có tần số quét là 144Hz. Chiếc này sẽ có LED là LED vùng nhé. Đây, em sẽ mở ra này. Nguyên hộp bên trong này, đây sẽ là sạc của máy. Đây sẽ là máy nhé. Đây là máy. Đây ạ. Đây sẽ là chiếc X14. Sản phẩm Neolet mới 100%. Chiếc này thì hông bên trái thì không có cổng gì nhé. Sẽ có một khe thoát nhiệt đấy ạ. Hông bên phải cũng không cổng gì và sẽ có cũng có một khe thoát nhiệt. Ở đằng sau sẽ có hai cổng tai xi anh ạ, một cổng micro SD, một cổng USB Type A, một cổng HDMI và đây là jack cắm tai nghe 3.5. Đây sẽ là cổng tai xi. Đây sẽ là cổng sạc anh nhá. Đây, sạc này sẽ là sạc tai xi. Sạc tai xi. Chiếc này sẽ là lót màn. Bên cũng đã test màn tất cả anh rồi. Bên quay sản phẩm để anh nhìn này. Đây, ở mặt sau này nhá. Đấy, không hề một vết xước gì cả. Đấy, mới 100%, không móc vỡ. Chiếc này của anh sẽ có 4 ký tự quấy. 4 ký tự quấy của Servitac sẽ là RK R3 nhá. RK R3. Đấy. Đây, em sẽ tiến hành bật máy lên cho anh. Chiếc này sẽ là LED theo vùng và LED RGB luôn đấy nhá. Anh có thể chỉnh LED tùy theo cảm bằng bàn phím này luôn. Đây, và LED logo nữa. Chiếc này thì nhìn rất là đẹp. Chiếc này nhìn rất là đẹp. Đấy. Đây, anh có thể đây em có thể quay bàn phím cho anh. Đây thì nhìn thấy ánh sáng bàn phím đang chớp nháy đầy đủ các màu luôn này. Đó, sẽ đủ các màu. Chiếc này thì X14 này nó sẽ là dòng gaming luxury cho nên sẽ có nhận diện khuôn mặt đây nhé. Nhận diện khuôn mặt. Còn nếu mà anh muốn chỉnh LED thì anh có thể vào Dell Command Center ở đây. Anh có thể chỉnh LED phím ở đây nhé. Đó, sẽ có tất cả các loại LED ở đây. Đây sẽ là chỉnh LED logo anh nhé. Anh có thể chỉnh đủ các màu. Đấy, chỉnh đủ các màu. Còn đây sẽ là LED bàn phím. Một là anh thích màu đỏ, hai là anh thích màu gì thì anh có thể chọn ở đây nhé. Đấy, anh có thể chọn đây. Chọn màu LED bàn phím. Đây thì em có thể quay tối một chút thì nhìn LED trên màn hình nó sẽ dễ hơn. Đấy, tắt này. Đấy. Em nó cho đổi màu liên tục để anh có thể nhìn được là sẽ có nhiều màu. Đấy. Ok. X14 này sẽ có hai nơi chỉnh LED này nhé. Một cái chỉnh LED là ở logo đằng sau. Đấy, anh thích chỉnh màu gì anh chỉnh. Còn một cái sẽ là chỉnh LED của cả bàn phím này nhé. Đấy.
Đây, tiếp theo bên em sẽ bàn giao lại cấu hình cụ thể cho anh. Em sẽ bàn giao lại cấu hình cụ thể. Task Manager. Cái này em biết nhỉ? Quên rồi. Performance. Đây. Chiếc này của anh sẽ có cấu hình là i7 12700H thôi nhá. Đấy, con này sẽ là 14 lõi, 20 luồng. 14 lõi, 20 luồng. RAM của chiếc này sẽ là RAM 16GB nhá. RAM 16GB. Đấy. RAM 16GB. Tiếp theo là đến ổ cứng. Ổ cứng lắp máy sẽ là ổ SK Hynix 512GB. Đây là cạc Wi-Fi. Wi-Fi sẽ là Wi-Fi 6E, tốc độ rất là cao. Còn đây sẽ là cạc Intel Iris Xe. Cạc onboard. Còn đây sẽ là cạc rời của máy nhá. Chiếc này sẽ chạy cạc NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti có VRAM là 4GB nhá. Đấy, có bên là 4GB. Chiếc này sẽ có cân nặng là, đây để em lấy cho anh cân. Anh nhìn xem LED đèn bật lên màn hình rất là sáng, rất sáng nhá. Em để trước cũng đủ màu để anh có thể nhìn thấy là sẽ LED được nhiều màu. Đấy. Chiếc này chỉ có cân nặng đây. 1,78 cân đấy nhá. Chiếc này sẽ có cân nặng là 1,78 kg đấy nhá. Rất là nhẹ và khỏe. À, cực kỳ nhẹ và khỏe. Ok, Đức sẽ không. Ok, anh đi qua đây mà đi làm rồi. Anh đi chạy. Màn cực kỳ đẹp. Vâng Phúc ạ, Trung Trần xin phép được test lại một lần nữa và bắt đầu đóng hàng ship đến tận nhà anh ở Hồ Chí Minh nhé. Em cảm ơn anh Phúc đã luôn tin tưởng ủng hộ Trung Trần ạ.